Okay, xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi làm cái này, chết cha, dạ, được điện thoại. Mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá nha, đi review từng cái mà cái cây chỗ mình luôn. Mình sẽ đi dẹp cái ly nước trước đi. Giờ này nắng quá các bạn ơi. Để cái nước ở đây rồi đi thôi. Mình sẽ đi lên tuốt đằng kia kìa cho mấy bạn coi, đi lên chảnh review cho mấy bạn đi. Để mình suy nghĩ được cái đường đi ra. Sẽ đi qua cái vườn chanh này nè, rồi đi từ từ tuốt qua bển luôn nha mọi người. Ok, let's go. Cây chanh nè, cây chanh giống vị này nha mọi người, lá chanh nè. Rồi trái chanh đó, trái chanh thì không quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Từ thành thị đến nông thôn ai cũng biết hết. Đi ở đây là chủ yếu là trồng chanh nè mọi người, dưới có mấy cây mít non nữa đó. Mấy cây mít này người ta mới trồng mà chưa có lớn đâu. À, thấy không? À, mình sẽ đi tới túc trên kia luôn nha mọi người. Ừ, đi theo mình. Ok. Hay, mọi người thấy ở đây toàn là chanh không đúng không? Biết tại sao không? Ở chỗ này là người ta trồng chanh là nhiều à, chứ người ta không có trồng lúa. Chanh với xoài, dừa, các kiểu. Mình kiếm đường đi lên trên kia cho anh em coi nha. Ok. Nè, với mấy cây này là mấy cây gì nè mọi người, mình không biết nữa. Mà ở đây thấy người ta trồng cũng nhiều á. Thấy chưa? Nè. Đó. Tiếp tục ở đây cũng là cái vườn chanh nữa nè mọi người. Thấy ở đây chỗ mình trồng chanh nhiều không? Ê, thấy không, mình à, mình đi dẫn qua đây rồi đi tới tuốt trên kia cho mọi người coi. Cho mọi người khám phá. Này có cũng có chuối nè mọi người. Nè, chuối nè. Rồi dừa nữa kìa. Rồi mấy cây gì nè ta? Hổ hoa gì đó. Đúng rồi, cây hổ hoa nha mọi người. Cây hổ hoa. Mấy ao dưới đây là có cá nữa, cá nuôi đó mọi người. Cây chanh.
Vừa kìa, cái nóng luôn, cũng mít nữa. Đi thôi mọi người. Mình sẽ kiếm đường đi qua chỗ này nè mọi người. Hiện tại không có cây cầu nào nhỏ nào mà bắt ngang qua chứ. Khó đi đó. Không có cái nào hết trơn mọi người ơi. Kìa có một cây kìa. Đó đó thấy không? À, nè mọi người thấy không đó, cái view tuốt đằng kia luôn cả. Đây mình sẽ dẫn mọi người đi Đà Nẵng nha, mọi người đợi mình. Chút rồi từ từ ha, mình sẽ dẫn mọi người đi ở cái chỗ này nè. Là đắng xong mình sẽ dẫn mọi người đi ở cái chỗ mà có thác luôn, con thác mini, thác mini ở đây là người ta trồng cái gì kìa mình cũng không biết nữa mọi người đó. Này nhìn giống ta trồng dưa leo hơi bí gì không mọi người. Ây da, ây da. Nhìn giống ta, nhìn ta giống trồng bí quá. Hình như là bí đó mọi người. Có cái con gì đó mọi người. Cái mình đi đại luôn đi. Mình đã nói dẫn mọi người đến chỗ đó mà, mình phải dẫn đúng không? Đi nhảy qua bên đây mới được. Đừng thở mọi người ơi. Nè mọi người thấy không, chỗ mình có những chỗ trồng lúa nữa nè đó, rồi bên đây là trồng mấy cái cây gì đó đó, ở trong trồng có vườn xài được các kiểu thấy không. Chỗ mình nói chung là trồng đủ thứ luôn, lúa nè, chuối nè, chanh nè, xài nè đó thấy không. Chỗ mình ha, nè như là mấy cây này mấy cây cốc nữa à đó, mọi người thấy cây cốc không à, mấy cốc ngon à, đưa vào ảnh quay cho mọi người coi nè, nó nhìn giống mấy cây cốc đó, mình cũng không biết có phải là cây cốc không nữa. Mình thấy giống cái gì mình nói đại luôn nha. Đi chỗ này cũng có khi là bị người dân chửi nữa mọi người, tại vì ruộng của người ta mà mình không nên đi đạp quá nhiều nha. Mình vừa thấy có con gì đó, đi một mình đúng sợ luôn. Đi đây sáng nha mọi người. Chỗ này đất mềm quá không dám đi luôn á.
Ê, mệt lắm mọi người. Đây là cái vườn chanh nữa nè. Đi đâu cũng gặp vườn chanh hết. Chuồng chuồng đó. Mình không biết nên có nên đi tiếp không, thấy nãy giờ đi quá xa đó mọi người ơi. À mọi người thấy mát không, chỗ này bị đốn bớt rồi đó chứ nhiều lắm, hoa đằng nhiều cây bạch đằng lắm, trồng nó mát nữa. Mấy chỗ này là người ta thường hay vô nghỉ mệt đổ mọi người. Ở đó có cái cầu nữa kìa. Ở bển thì có hồ sen. Hồ sen rồi các kiểu. Không biết mọi người thấy hồ sen không? Kìa. Đó mọi người thấy không, hồ sen rồi có chuối, mấy con đường mương nè, đường mương rồi có cây cầu nữa, mấy gốc cây chỗ này người ta đốn rồi. Chú con chảnh nè, mình sẽ dẫn mọi người đi thấy cây dừa, thấy mấy cây này nè. Đảm bảo là mọi người sẽ kinh luôn. Ok đi. Cây nhãn lồng nè mọi người. À nhãn lồng đó, nhãn lồng thì chỉ có người dân quê chúng tôi biết thôi chứ mấy bạn thành phố dễ gì mấy bạn. Nhãn lồng này mình sẽ kiếm cái nào vàng mà lấy hái cho mọi người ăn, hái ăn thử cho mọi người. Kiếm mình gì không có luôn mọi người ơi, trái vàng à. Vàng như nó, trái vàng hình như nó bị hư luôn, hư luôn. À trái nhãn lồng là như vậy nè mọi người, nó còn trái nó chín là sẽ là màu vàng. Mấy cái đọt nhãn lồng này ăn được luôn nè mọi người. Thường thường là đọt nhãn lồng ta sẽ nấu canh, nên nhãn lồng nấu canh ăn sẽ đậm chất nhân quê luôn mọi người. Kiếm nãy giờ mà không có luôn mọi người ơi, không có trái nào vàng hết. Trái bắt đầu có hơi vàng vàng ăn được rồi mọi người. Nó vàng nó sẽ mềm, ăn ngon á. À giống như trái nhãn lồng giống vậy nè. Trái nhãn lồng vậy gọi là chín nè, nhưng mà nó héo rồi mọi người, héo rồi ăn không có được nha, nó héo rồi cho không ai bẻ đó mọi người. Mọi người cái nhãn lồng ta không có trồng đâu, người ta là chỉ là cho người ta, nó là thường mọc dại thôi chứ nó không có, chứ không ai trồng được đâu. Rồi mấy cái mít này chuẩn bị lớn là gì nè mọi người. Đó. Cây này hình như là cây mít, mít luôn. Đi kiếm gì cái mệt. Nè hát cái này thấy chuối không? Cây đủ mới bay lớn có trái nè mọi người. Trái của nó nè. Nó cây đu đủ này mới nhiều trái nè mọi người. Nó
nhiều trái không? Hàng bạch đàn, người ta gọi chỗ này là hàng bạch đàn, tại vì bạch đàn nhiều không? Mấy bạn nào ở quê chắc ăn sẽ biết rồi. Ai, không biết nên đi đâu nữa, nên đi đâu để review mấy cây nào cho mọi người coi nữa. Bây giờ mình kiếm chỗ nào mới mệt em mọi người. Đi nãy giờ tụi tuốt trên kia anh mệt quá. Đi kiếm chỗ nghe mệt cho mọi người coi. Hay. Chỗ này chỉ là vườn mít thôi chứ không có gì mà mấy cây nào khác khác cho mọi người. Chỗ này là chừng nữa là có vườn mít. À mình thấy cây này nè. Mình thấy cây này nè. Chắc ăn là mấy bạn miền Tây sẽ biết. Còn mấy người mà hành thị đồ á, người ta sẽ ăn hải sản như tôm hùm, ếch ca đồ á, người ta sẽ không biết mấy cây này đâu. Cũng có không không biết ở đây là có người biết có người không nha mọi người, chứ mấy bạn mà hành thị biết vô cùng anh thì kỳ lắm. Này, cái trứng cá. Cái trứng cá này là nó còn nhỏ thôi. Cây bự nó trái, nó sẽ có trái nữa. Cây trứng cá nè, đó. Cây trứng cá đó mọi người. Đây, mấy người mà người ta hình như cái trứng cá này có một cái trò chơi nhân gian nữa. Rất là vui luôn. Nè, mấy bạn thấy lá bự này không? Lá bự này nè, nó. Lá bự này mình úp lại á mọi người. Mình úp mình để lên tay mình á, giống như vậy nè. Đó, giống như vậy nè. Rồi mình lấy tay khác mình đập lên, nó sẽ kêu tiếng. Thường thường là mấy trẻ con nông dân miền quê á chơi vậy á, ai kêu lớn, tiếng của ai kêu lớn thì người đó sẽ thắng nha mọi người. Mình sẽ đi bộ lên về đó, nha mọi người. Về thành cái chạy. Đi hát nãy giờ mình thấy đi cũng xa rồi đó. À còn cái mà cái thác mini mình nói với bạn á, đợi chút đi, mình sẽ dẫn các bạn đi. Giờ là về chạy nghỉ mệt trước đi, đúng không? Cái gì cũng phải từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Đi thôi mọi người, mệt quá các bạn ơi. Hôm nay mây đẹp vãi luôn các bạn. Đó. Mây đẹp vãi luôn. Mà trời còn lại mớ mát nữa. Hôm nay không nhìn hoài mây đẹp. Đúng luôn. Mình nói không điêu đâu, mây đẹp. Mình đi đường trên nha mọi người. Đi đường chữ. Nó nước có nước á. Đi đúng dò xuống. Mình đang kiếm đường đi vô. Ở nắng có người ta đang tưới gì kìa mọi người. Thấy không? Thấy có chỗ ngôi nhà đó đó, có màu gì mà trắng trắng, người ta chắc người ta đang phun sương vậy. Người ta đang phun sương vậy mọi người. Nhìn giống đang phun sương không? Nhìn giống đang phun sương. Phun sương của mấy bạn này. Mấy cây nó đang được phun sương nữa.
Ok, chút mình sẽ tìm đường đi vô cái thác mini các bạn, chờ nha. Cái thác mini đó. Ok. Nói chung mà nãy giờ đi khá là mệt luôn mọi người. Không gì ngoài hai từ mệt. Nó sẽ cô không gì bằng hai từ mệt. Ok mấy bạn đợi mình nha. Hi, mệt quá. Nhảy qua nhảy lại hoài. Nè mọi người, chỗ này là người ta bơm nước đi vô nè. Ta lấy đường, ta lấy từ cái đường này nè. Cái người ta bắt ống, cái người ta đi vô đường này nè. Có đây có motor nè mọi người. Để chạy vô mấy cái ruộng, cái hử ruộng này nè. Đi. Tiếp tục đi thôi mọi người. Là chỗ này là ta trồng bắp nè. Nói thiệt luôn, chỗ này là ta trồng bắp cái người ta trồng lại hành gì à. Thấy giống bí mà mọi người. Đột đầu hay bí gì đó. À dưa leo. À mọi người dưa leo. Dưa leo. Mọi người thấy trái dưa leo không? Đó. Người ta trồng lại hình dưa leo mọi người ơi. Nhảy qua bên đây nữa. Tại bên đây hết chỗ đi rồi. Mệt quá mọi người ơi. Giờ này có nước uống là hết sảy luôn. À là về chỗ cũ rồi đó mọi người. Mình sẽ đi qua cái cầu này nè mọi người. Đó. Mà dính bằng cái cây này nè. Đi qua nha mọi người. Đối với mấy mình đi thì bình thường rồi. Hay, đang kiếm đường đi mới được. Mất ông đi tàu thì sẽ bị chửi mọi người. Chắc mình nghĩ là mình sẽ đi ra chỗ kia rồi mình đi ra từ từ. Chứ giờ ngoài đây mình không biết đường nào mà đi vô trong trống chứ. Tại mình mới có người á, người chủ của cái ruộng này nè. Đi tàu không mất công sẽ bị chữ. Chó mới sổ kìa mọi người. Mình mới bị chú sổ. Ghê quá mọi người, chó sủa chỗ này không biết sẽ đi đường nào luôn. Chó sủa nữa. Chết tiệt. Thôi trời, nghĩ được ra đường ngoài này luôn. Mấy cái gỏi nè mọi người. Mấy cái gỏi đó. Sợ chó rượt quá. Chạy nhanh. Chó rượt. Tại nãy mình mới nghe tiếng chó sủa. Sợ chó rượt quá. Tại đó kìa, mọi người giả đó mọi người. Mọi người thấy, mấy bạn thấy không? Người ta làm người giả đến người ta đuổi chim á. Thấy người dân mình không minh không? Người ta sẽ làm cái người giả để đi đuổi chim. Giờ mình sẽ đi kiếm đường này, đi qua bên kia nha. Đi qua đường bển đó mọi người.
đi thôi. Ở bển người ta đang đốt cái gì kìa mọi người, thấy không, người ta đang đốt cái gì đó. Trưa nắng thế này mọi người ăn mình lại đốt lên đó, làm cho không khí nó nóng lên. Dạ cái ngựa cắn mọi người ơi, dạ cái ngựa mới cắn. Để kiếm đường đi vô. Ây da. Mệt lắm mọi người ơi. Mệt lắm rồi. Bởi không có người dân ở nữa kìa mọi người. Chắc người ta ở, người ta canh gù, người ta đồ á. Mình sẽ quay với các bạn coi cảnh của chỗ này nè. Nay trời gì mây cứ đẹp vãi luôn mọi người ạ. Đây chỗ này đẹp nhất đó mà ở. Thấy không? Mây đẹp vãi luôn. Mây giống hai con gà trống với con gà mái quá mọi người. Đó. Nhìn thấy, mình nhìn thấy giống gà trống với gà mái quá. Y chang luôn mọi người ơi. Mình thấy là mây y chang gà trống với gà mái luôn. Mình không nói điêu nha. Đó mấy bạn thấy không? Nhìn y chang luôn. Mình nghĩ chỗ này là view rất là đẹp nè. Đó, view đẹp không mọi người? Mình thấy là view đẹp lắm luôn á. Mình kiếm đường đi vô mọi người á. Mình nghĩ là con hát mini chắc mình đi vô đi đường vô đường đó không được rồi, tại vì con hát mini tuốt ở đằng kia luôn kìa, tuốt ở đằng xa kia luôn á, đi không biết là được không nữa. Mấy bạn biết sao không, có chó đó, con chó đó người ta nuôi là dữ lắm mọi người. Chỗ này mình không biết người ta làm để làm gì luôn nè mọi người. Nó chó nuôi dữ lắm mọi người, đi vô he nó sẽ gượt đồ kinh lắm. Ok mình sẽ dẫn mọi người qua bên vườn dừa bên bển nè. Ok let's go. Tuy mình không có, tuy mình không dẫn các bạn về cái chỗ mà người ta gọi là gì nè ta, cái chỗ mà cái chỗ có thác mini á, nhưng mình sẽ dẫn các bạn là được thấy được cả khung cảnh vườn dừa. Không mình đi đường này mới đúng nè mọi người. Ok đi thôi, đi đoạn đường rồi đi. Nãy giờ đi tốn rất nhiều calo vì nhảy nè mọi người. Mấy cây này cây gì nè, thấy ra đây người ta trồng nhiều lắm luôn á. Còn cái mối nữa kìa mọi người.
chỗ này chắc người ta không chăm sóc thôi gì em mọi người, người ta để cho nó bị héo queo giống vậy luôn à, héo queo giống vậy luôn à. Cái cỏ mọc lên tùm lum hết, chắc người ta bỏ rồi, cũng có thể là do chủ nhà người ta bỏ. Cũng có thể là do chủ nhà người ta bỏ mọi người, cho nên là nó sẽ mọc nhiều cỏ như vậy. Mọi người muốn đi thăm những cái, muốn nhìn thấy những cây chuối không? Mấy bạn thấy con đường này không? Mình chơi liều một phen, trời hẳn vào bển luôn. Chơi không? Mình sẽ chạy hẳn vào bển luôn, đi. Thôi, tôi xin gôn. Đi. Người ta mới vô nước đó mọi người. Đi rất là trơn. Đi rất là trơn luôn. Nè, nước cứ đóng luôn. Người ta mới đổ nước vô đó. Cho nên là đi đúng mình phải chạy. Đi nó đúng mình phải chạy. Không ơi, đúng giờ mình. Đi. Lên tới nơi. Đây tới rồi, thấy mấy cái trên con này mọi người, nó gắn mối mới bò xuống kìa. Vậy cả nãy giờ mình đi đâu cũng gặp hai bà con gắn mối rồi đó mọi người. Ok, mình sẽ quay sáo cho mấy bạn con nha. Sáo hai con luôn, ghê chưa. Kìa nó cù chứ, cù đất đó mọi người. Đến con đàn bay cu đất á, chắc nó đi kiếm ăn rồi đó mọi người. Mình sẽ dẫn mọi người đi. Người ta gọi là cu đất hoặc là cu cườm đó đó. Đi kìa. Nó mọi người thấy không? Thấy xa quá, chắc mọi người không thấy đâu. Đi theo mình đi. Đi. Mọi người luôn để mắt nhìn phía trước nha. Đó. Đó, hai con. Hồi nãy là nguyên bài luôn, ba kìa, bốn con rồi mọi người. Bốn con. Bốn con là nhiều đó mọi người. Chim sẻ khá đóng luôn. Rồi mấy cây đậu bắp nữa nè mọi người. Đi chỗ này. Thấy người ta có cái cây mà. Đó, bông của đậu bắp nè. Đó. Nè, bông của đậu bắp nè mọi người. Rồi trái đậu bắp nè. Trái tổ bố luôn. Trái tổ bố luôn. Kinh chưa? Mấy bạn thấy kinh chưa? Kinh chưa? Mình không biết mấy bạn thấy có kinh gì không. Nè, đậu bắp nữa nè. Người dân ở đây người ta trồng đậu bắp nguyên đường dài luôn. Rồi chính giữa chúng mấy chỗ này thì người ta sẽ trồng mấy cây chanh nè. Đó. Đậu bắp bình bển nguyên đường luôn. Ê.
Đây mình sẽ dẫn mấy bạn lại chỗ cái cây mà không biết có phải cây điên điển không. Đây thôi. Đi. Chẳng chờ gì nữa. Tiếp tục với cây cầu. Đi. Mình nghĩ chắc không phải cây điên điển đâu. À, cây này cây gì mấy bạn comment cho mình đi nha, mình không biết nữa, mình mù về cây lắm. Nói chung là mình mù về cây lắm, mình không biết cây nào. Đây mình thấy mía này mọi người, mình sẽ review cho mấy bạn thấy cây mía luôn, thấy cây mía luôn. Để mấy bạn uống nước mía, mấy bạn thấy được cái mà hình dáng ban đầu của cây mía. Hình như cây mía nó có hai loại, mía ăn được mấy bạn ơi, mía ăn với mía uống được đó. Mía uống là sẽ mấy cây mía sống, mấy cây mía sống người ta sẽ lấy vô ép á, rồi mấy cây mía này là người ta để ăn nè. Các bạn thấy mấy cái mía chưa? Hay là mình quay góc luôn nè. Mình quay cận cho mọi người luôn. Đi. Đi con đường khó đi lắm. Đó, mía. Mía nè mọi người. Đó. Mía này là mình nhai nha mọi người. Mía này là nhai nha. Chứ không có vụ mà sấy đưa vô cái lò kia ép đâu. Đó. Bây giờ thôi mình sẽ đi vào bển, mất công chủ nhà tao ra phát hiện nữa, tao phát hiện mất công tao vượt nữa mọi người. Đi thôi. À thấy không, thấy mọi người thấy không, cây đu đủ này khác khác cây đu đủ giống nãy không. Cây đu đủ trên kia á thì mình là nó bự hơn cây này chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ rất là nhiều trái rồi. Cây này vậy chưa có trái nữa, mới có bông rồi mọi người, bông đu đủ đó. À bông đu đủ. Nói chung là chỗ này là cái vườn mi nhân đó mọi người. Mấy bạn muốn cây nào mà ăn được á đều có hết, không hiếu đâu. Ở đây cũng có một cây đu đủ nữa nè. Nãy giờ mình thấy gắn mối cái đống luôn á mọi người. Ê, con chim sâu nó bay rồi, mình sẽ đi kiếm cái gì review cho mấy bạn coi. Đây đây mấy bạn thấy cái này cái gì không, đu đủ bự, nó có rất là nhiều trái luôn nè. Đó cây lá xùm xê luôn. Thấy không, có cây lá rất là nhiều luôn. Ở bên đây cũng có một bụi mía nữa kìa mọi người. Chỗ này thêm bụi nữa, bụi này có thì có ít hơn mấy cây đằng đẵng, mấy cây đằng đẵng nhiều lắm mọi người. Đó mấy cây mía nè, gốc của nó đó mọi người. Có ong nữa mọi người. Ok mình sẽ ngồi chỗ này nha. Nghe mệt mệt quá mọi người ơi. Đi nãy giờ ướt áo luôn rồi. Đi nãy giờ ướt áo luôn á. Đi nãy giờ mệt lắm luôn á. Ở chỗ này là người ta cũng có một khu vườn nữa kìa mọi người, vườn dừa, vườn xài, cây tùm lum hết đó, thấy không. Chỗ này có xác hay hàng cây đu đủ khô nè, chắc là người ta đốn mấy cây đu đủ mà già rồi đó mọi người nè. Nó đu đủ nè.
Thấy mọi người thấy nhiều trái không? Thấy, mình thấy là nhiều rồi đó. Cây rủ này thấy là nhiều rồi đó. Cái chanh nữa nè. Nè, mình sẽ cho các bạn coi mấy trái chanh sắp chín rồi nè. Cái này là đủ rồi nha. Cái này là dư sức uống này, mềm luôn rồi. Đó. Ok, mình sẽ đi kiếm cái nào review cho mấy bạn nữa. Mình không biết đi chỗ nào luôn rồi. Ok, có bài ngỗng luôn kìa. Gà trống luôn. Gà mái. Đó, gà mái, gà mái. Ngồi dịch luôn rồi. Rồi có mấy cây mà sợ phải. Sao? Giờ đi rồi. Đi rồi cái thác bờ hổm không? Cái thác nước hả? Ừ. Đi. Đi. Ok, bây giờ tôi sẽ dẫn anh em đi tham quan cái thác nước. Ok, mình với cái ông đó sẽ dẫn với bạn đi. Đó cái thác nước nãy mình mới nói. Đi. Ok, mình sẽ đi ra trước nha mọi người. Bây giờ có hai người đéo sợ chó nữa mọi người. Hai người nãy có con chó phải không? Nó dí lại, nó dí mình. Mình sợ. Giờ có thêm người nữa rồi. Đéo sợ con chó nào luôn mọi người. Nãy giờ mình đang mầm điêu đó mọi người. Chỗ này thấy cũng có cầu nữa nè mọi người. Thấy sao không biết mà sao ở đây người ta làm nhiều mấy cái cầu á. Rất là nhiều luôn. Đi. Ê mọi người thấy chỗ đó thấy giống. Thấy giống con gà không? Mình thấy giống con gà đang chuẩn bị mà bị cắt rồi đó mọi người. Bị giết á. Nó đang la làng lên đó. Nó đang hở miệng lên. Nói chung là may nó có thể tạo thành nhiều hình tượng mà con người chúng ta không thể biết được luôn. Đây dưới mấy con đường này nè là có cá nha mọi người. Mọi người hãy giữ cá nuôi không? Nó a sắc á cả cá sắc cá ôi ôi nọ nuôi đó cá nuôi. Ok đi thôi mọi người. Mình sẽ chuyển luôn nha mọi người. Đi ra đằng kia luôn. Thấy cây thác. Không biết bây giờ nó sẽ có chảy nước không. Chứ mà hổm là mình đi ha. Nó sẽ chạy xuống rất là nhiều. Thôi đi đường bên đây đi. Hey, mệt quá mấy bạn. Mấy bạn mà chạy vô đây rồi mấy bạn không biết đường nào đi ra luôn. Cái này luôn. Chỉ có mà mấy bạn mà gần chủ nhà rồi á. Mấy bạn mới gần thôi. Ok đi. Đi đường này. Mệt quá mọi người ơi.
đây, mệt lắm rồi đó. Hi hi hô. Mình sẽ tới, mình sẽ lại cái chòi đằng kia kìa mọi người. Uống miếng nước, uống miếng nước đợi đi lại cái gì người ta, hình như là cái thác mini đúng không? Chìm ba cái đống luôn. Rồi cái trò này có đó, uống nước mọi người ơi. Mệt lắm. Ở đây cũng là ao cá nuôi nữa là mời. Tiếp tục cá nuôi có dấu sạc, ý là mấy bạn nào mà bắt, nói cho nghe là mấy bạn nào mà bắt ha, là sạc uống nước này mọi người nè, nguyên ra mệt quá mọi người ơi. Không biết nên có đi lên, có nên đi rồi đắng không? Thằng kia còn tuốt đằng kia kìa mọi người. Thôi mình sẽ đi luôn. Cái sậy nè mọi người. Không, cái này cái chút á mọi người. Cái chút. Chút nè. Đi thôi mọi người. Đúng là uống nước còn vô nó đã khác quá, nhưng mà cũng ao khác nữa. Đi lên trên kia kìa mọi người. Mình không biết có người không á. Nếu như mà có người thì mình sẽ không đi vô chổng luôn nha mọi người. Tại vì cái đó là của người ta, mình không nên đi vô được. Đi vô hỏi đi biết. Mình cũng có lúc sợ nữa mọi người. Có người mà ai không sợ. Đi nhiều nó sẽ đỡ sợ hơn. Thôi mình sẽ đi mình xạo quá. Thôi đi đợi cái con khác luôn nha mọi người. Không. Đi là cái cây mặn. Đó cây mặn này nó đó. Có ba cái mộ nữa. Ghê quá. Đúng là mộ mã luôn. Ai không sợ. Đến người lớn còn sợ đi. Nói chi mình.
trời mát rồi mọi người ơi. Không biết đi đâu luôn rồi. Ơi. Ê. Ngồi giữa đồng. Ngồi giữa mà những cánh vườn chanh. Những mệt cơ mọi người. Bây giờ mệt lắm rồi. Mình không dám đi luôn. Sợ có người ông chủ người ta ra gượt nữa mới ghê. Ướt nhẹt áo luôn rồi mọi người ơi. Hơi mệt quá mọi người ơi. Ở đây cũng có đợt đầu kìa. Bí. Đợt bí. Đúng rồi, đợt bí. Người ta lấy bông bí người ta nấu canh ăn rất là ngon luôn. Người ta trồng nguyên nguyên một khu luôn. Đó, người ta trồng nguyên một khu luôn. Ở đằng đó có bụi trúc, bụi tre, bụi trúc gì đó không biết nữa. Mình mù về tre trúc đó mọi người. Nhưng mà mù về, nhưng mà hức ăn á, mình không bao giờ mù đâu. Hơi mệt quá. Chưa. Nãy đi ra đằng kia đó nghe tiếng chó sủa. Sợ đi mất công đi là đẳng có chó nè. Đi rồi. Dạ em có người ngoài sau nữa. Không sợ. Ok, đi ra thẳng luôn nha mọi người. Cái anh kia không đi rồi. Ghê quá mấy bạn ơi, ghê quá. Ăn nước chỗ nào ta? Hát nước chỗ nào ta? Qua wow, mình mới gặp hát nước chảy xuống luôn. Không biết, ấy dạ. Không biết phải chỗ này không nữa nha mọi người. Nhưng mà hồi qua đằng kia kìa. Ở đằng kia nhìn thấy có nước chảy xuống luôn. Chơi đang nhầm sống kìa mọi người. Dạ đâu phải có chừng. Phải không ta? Thôi đi về luôn đi. Chó sổ. Cho sổ mày rồi thôi.
ấy à, ấy à. Bây giờ có chất ăn. Đi. Nhãn này chưa chín nữa. Còn xanh. 55. À, cái nhãn, nhãn sống rồi mọi người. Nhãn. Nó sống nhăn à. Đồ ở trong còn xanh nữa. Nói chung là cái nhãn đó, mình đợi đi. Nó sẽ từ từ mình đi bẻ sang, bẻ xài. Rồi, nhãn. Cho mọi người coi nè. Với cái khu vườn đó đó, nó thiệt luôn. Đã không còn luôn. Ok. Mọi người nghe. Hey. Đi thôi mọi người. Nước chảy nè. Cái chỗ nước chảy nè. Ây da. Cái cây khốn kiếp. Nước chảy. Nước chảy. Nước chảy nè. Thôi mình lại cái chỗ đó mình ngồi mình nghỉ thôi. Nó mệt quá. Mệt lắm mấy bạn ơi. Uống nước. Ok, mình sẽ dẫn mấy bạn đi coi nguyên vườn chuối non luôn nè. Đó. Chuối nhỏ xíu nè. Nhỏ xíu luôn. Rồi gâu trai hay gì nè mọi người. Không, này phải gâu trai. Gâu trai hả? Ây da, ây da. Hây. Mình không biết kiếm cái gì mà cho mấy bạn xem. Các em biết là phải cây mắc cỡ không? Thôi mọi người, hồi nhỏ mọi người ha. Không biết hồi nhỏ mấy bạn có ai ở nông thôn mà chơi cái trò này giống như mình không? Ờ phải không? Kiếm bầy, kiếm lũ. Đi lại mấy cây mắc cỡ này nè. Mắc cỡ này nè phải không? Nè cây này cây mắc cỡ nè. Mắc cỡ còn non nha mọi người. Nhỏ xíu à. Mấy mình sẽ lại đụng vô mấy lá mắc cỡ. Đó. Đụng tới đâu rồi lá nó tự chìm xuống nè. Bên đây cũng vậy nè. À mọi người nhìn cái lá này nè nè. Mọi người thấy chưa. Cái lá này nữa nè. Tự khép ra luôn. Nó nó quá vậy không mọi người à. Hay quá vậy không nè 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 cái lá này nè kinh chưa kinh chưa à kinh chưa kinh chưa. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nha. Bye bye các bạn.